Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Kiton Tarot Channel. Hôm nay thì Kit phải tranh thủ quay mọi người ơi, tại vì vẫn còn một chút xíu trăng ở trên cái đỉnh trên kia. Và đây là cái lần đầu tiên á mà Kit gọi là trải bài ở bên ngoài bên ngoài sân thượng nha. Và bởi vì thấy cái có ánh trăng đẹp quá cho nên Kit không có nỡ bỏ lỡ. Mà nhiều khi biết sao mọi người, trải bài ngoài sân thượng mình cũng rén sợ giữa kia mình để mấy bộ bài để mà gió mà lớn mà nó thổi một cái là mấy cái bộ bài là nó chiếc lá cuốn bay. Ok, nhưng mà hình như cái hơi bị sáng đúng không ta, cho kéo được nhỉ. Ok, và hôm nay á cái chủ đề của chúng ta nó sẽ là như thế này. Kit sẽ trải bài một cái chủ đề, nó mang tính xuyên suốt một năm luôn, nó dài dài chút xíu. Và Kit sẽ cùng với mọi người, chúng ta sẽ khám phá rằng là các bạn và Kit, thôi mọi người đi, sẽ gặp gỡ những tương tác nào trong năm nay. Thì năm nay á, Kit sẽ dùng từ năm nay, tức là nó tính vào cái thời điểm một năm mà các bạn nghe cái trải bài này. Và trong cái thời gian đó, trong cái lúc mà một năm đó các bạn sẽ gặp những cái tương tác nào, mang ý nghĩa gì, và có những cái tương tác nào nó khá quan trọng, hay là có những cái tương tác nào nó tới với cuộc đời bạn, nó mang một cái điều gì đó, bài học hay là bất cứ cái điều gì mà có những cái ý nghĩa trong cái tương tác đó mà trải bài muốn cho mọi người nghe thấy, đón nhận trước thì Kiết sẽ trải cho mọi người ha. Và bởi vì cái câu chuyện ở đây là những tương tác cho nên nó tổng hợp rất là nhiều những cái gọi là thể loại khác nhau, nhưng mà Kiết sẽ chắt lọc những cái tương tác chính mà nó quan trọng thôi, những cái tương tác mà nó tới nó giúp đỡ mọi người, hoặc có những cái tương tác mà chúng ta cần nên phải thanh lọc hay như thế nào đó thì có điều gì thì Kiết nói điều đó ha. Và bởi vì là hôm nay Kiết trải ngoài trời á cho nên là nó sẽ có những cái tiếng ồn tạp âm thì mọi người có thể thông cảm giúp Kiết nhé. Trải bài ở ngoài thì phải chịu thôi. Rồi bây giờ là hôm nay là Kit sẽ cho mọi người chọn cái tụ bài thông qua cái hình ảnh của ba cái bông hoa Kit vẽ. Không có nghĩ ra được cái hình vẽ gì cho nên phải vẽ ra cái ba cái bông hoa. Rồi tối thui luôn, không thấy gì luôn. Ok. Rồi để gần cho mọi người chọn tụ nha. Đây là hình ảnh ba bông hoa nha mọi người. Rồi để đây đi. Rồi, đây là từ trái sang phải của mọi người. Tụ thứ nhất là cái bông hoa, không biết hoa gì thôi, có màu sắc sao phối như vậy. Tụ thứ hai là cái bông hoa màu vàng. Tụ một là bông hoa hồng cam. Tụ hai bông hoa vàng. Tụ ba là chắc là kết nghĩa đây là hoa hoa gardenia, hoa dành dành. Màu trắng nha, tụ 1, tụ 2, tụ 3 với cái chủ đề rằng là bạn sẽ gặp gỡ những ai trong năm nay. Ok. Và mọi người có thể chọn cái hình ảnh mà mọi người yêu thích. Nếu mọi người cảm thấy khó chọn quá thì cách đầu tiên mọi người có thể nhắm mắt lại trong vòng 5 giây. Sau khi mọi người mở mắt ra, cái hình ảnh nào nó thu hút mọi người nhất thì sẽ có cái thông điệp ở cái trải bài đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cảm thấy vẫn chưa có chọn được thì cách thứ hai á thì bây giờ sao ta, chắc Kit vẽ thêm nha mọi người. Ấm ba la đi, giờ mình làm phép để sao cho cái hình này nó khá khá chút xíu. Ấm ba la cho thêm mấy con bướm nào. Ó la la, ok. Sẽ có những cái bé bướm sẽ đậu trên những bông hoa mọi người ơi. Rồi bây giờ mọi người có thể dễ chọn hơn rồi ha. Tụ thứ nhất là có một chú bé bướm chấm bi xanh. Tụ thứ hai là bé bướm trắng. Tụ thứ ba bé bướm vàng chấm bi đen đậu trên ba cái bông hoa. Thì bây giờ mọi người có thể lựa chọn hình ảnh mà mọi người cảm thấy bị thu hút nhất là được ha. Thấy chưa, thấy cái cũng trổ tài nhiều cái chưa mọi người. Ok, nếu mà mọi người cảm thấy có cái thông điệp, có cái tụ bài mọi người yêu thích rồi thì bây giờ mọi người có thể cùng với Kiết chúng ta sẽ bắt đầu vào cái trải bài của ngày hôm nay. Rồi bây giờ Kit để ở đây nha. Kit cảm ơn mọi người rất là nhiều, vừa qua đã luôn ủng hộ cho cái channel của Kit. Và nói thật luôn, trải bài ngoài trời nó cồng kềnh ghê.
Mà hiện tại thì muốn lấy cái cảnh trời mà bây giờ còn thấy gì nữa đâu, tối thui rồi, ánh trăng cũng mất dạng rồi. Thì ok, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Kid. Nếu mọi người yêu thích Kid, mọi người có thể donate cho Kid qua các tài khoản ngân hàng, các sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra thì mọi người có thể like và share những cái trải bài này để cho YouTube á, có thể support cho kênh Kid tới với nhiều người hơn. Và nói thật luôn á, trải ngoài trời cực, setup cực game mà cũng bắt đầu hơi có gió gió mát mát rồi, chứ cũng hơi nóng đấy mọi người. Nhưng mà mình cứ thử cái cảm giác được crowding dưới ánh trăng. Ánh trăng trên đây. Yeah, được crowding dưới ánh trăng như thế này ha. Rồi ok, bây giờ Kid xin bắt đầu bài trải bài nhé. Hello mọi người ở tổ thứ nhất. Ok, đợi Kid xíu. Quảng cáo cái gì nữa. Thiệt vô nghĩa. Biết vậy, từ lúc đầu đã không gọi là cố gắng rắp tâm setup để làm gì cả. Mọi người sẽ thấy trên bàn Kid đi tụ 1 đã có rất nhiều lá bài sẵn ở đây rồi. Kid sẽ cho mọi người xem lại cuộn phim trước đó. When thiệt vô nghĩa một lần nữa. Thực ra tụi một nó đã trải xong hết rồi. Hồi nãy là mọi người vừa xem video đó, trải hết, rút hết tâm can. Mà Kid có nói với mọi người là Kid ngồi ngoài trời cho khung cảnh nó chill view, cho nó mang đầy cảm hứng, nhận được ánh trăng để trải cho tụi thứ nhất. Thế mà người tính không bằng cái dây 99k ở trên sub be tính. Âm thanh không nghe gì luôn. Cái video trải 30 phút không nghe gì hết luôn. Thiệt vô nghĩa một lần nữa. Thế thì bây giờ Kid đã cẩn thận, Kid đã check lại cái đường dây một lần nữa cho cái tụ một rồi, cho nên bây giờ nó sẽ rất là ổn. Nhưng cũng may á, trong cái gì đó thì có cái gì đó, tức là Kid vẫn còn nhớ được cái tụ một là có cái dữ liệu như thế nào. Thì bây giờ Kid sẽ cho mọi người kiểu giống như là nhìn lại đi, nhìn lại, tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người. Ok, đây là tủ của các bạn. Bây giờ Kid sẽ vận dụng cái ký ức, cái trí nhớ của Kid thông qua những cái lá bài này. Cũng may là chưa có dẹp vội á, để Kid gọi là nói lại sương sương thôi, chứ không thể nào mà nói lại hết được toàn bộ cái dữ liệu như lúc nãy được nha mọi người. Cho nên cái trải bài tủ thứ nhất nó sẽ ngắn hơn những cái tủ bài khác, thì mọi người thông cảm giúp Kid ha. Trải thì cũng đã trải rồi, nói gì nữa giờ. Ok, bây giờ là Kid nhớ cái cách trải ở đây á, là cái đầu tiên là Kid check cái năng lượng trong năm nay của các bạn hướng về cái việc giao tiếp, giao tế là như thế nào. Cái năng lượng chung của các bạn có được theo Kid nhớ hồi nãy cái lá bài đầu tiên á, mà Kid có là đây, ở đây Four of Autumn và Ten of Summer. Giờ nó khô miệng quá, đây uống miếng nước nha. Rồi làm ngồi tốn công sức ngồi trải ngoài, nhớ đồ này cho Kid nha. Và hai cái lá này vũ trụ muốn nói với cái năng lượng của các bạn trong cái việc giao tiếp với tất cả những cái mối quan hệ của các bạn trong năm nay. Nó sẽ mang cái yếu tố thiên về công việc nhiều hơn, về những cái vòng mối quan hệ xã hội, những cái tương tác mới, những cái mối quan hệ mới. Và đặc biệt với cái lá 10 ly này, sorry, vũ trụ sao lạnh quá. Vũ trụ muốn nói với các bạn rằng là năm nay cái đường ăn nói, đặc biệt là cái luân xa cổ học của mọi người phát triển cực kỳ tốt. Và chính cái việc cái duyên ăn nói, cái vận may về cái luân xa cổ học này, nó sẽ giúp cho các bạn phát triển về cái khả năng của mình và gặp gỡ, giao tiếp được những cái tương tác mới hơn. Và bốn xu thì cho Kid cảm nhận á, là các bạn sẽ là những cái người mà năm nay sẽ thiên về cái phần phát triển cái khả năng, cái sự nghiệp cá nhân của mình.
Và thôi nó sương sương là vậy. Ừ, đó là cái khả năng chung của các bạn trong năm nay. Thì tùy vào cái tình huống là cái năm nào các bạn nghe đúng không? Rồi bây giờ là kết tới với cái dữ liệu tiếp theo, là cái dữ liệu của cái lá là The Create. Với cái lá The Create này thì vũ trụ nói với mọi người á là trong cái năm nay á, mọi người sẽ là những cái người thiên về cái mảng sáng tạo trong cuộc sống của mình. Nó sẽ theo cái kiểu là mọi người gọi là như thế nào ta, tạo lập, tạo dựng nên những cái mối quan hệ thông qua cái việc phát triển lân sa cổ họng này. Và Kít nghĩ là sẽ có những cái lương duyên tốt trong năm nay, và đặc biệt là về hướng phát triển công việc dành cho các bạn ha. Rồi bây giờ Kít đi tiếp tới cái phần gì đây, hồi nãy là Kít nhớ là là đúng rồi, Kít có cho mọi người năm cái dữ liệu thông qua năm cái lá bài tarot và năm cái lá bài oracle nằm ở trên đây, giờ không thấy đâu. Sorry mọi người, cái hơi wow vì cái đường dây kỳ cục quá. Nhưng mà thế này, cho mọi người xem review lại, tại vì cái nhớ cái thứ tự là thế này nè, cái bắp cái lá này đầu tiên cũng hay, nhưng mà cái cách trả bài mà mình review lại thì cũng hay. Tức là tụi thứ nhất á, với cái lá blonde female này và cái lá Eight of Swords này thì cho Kit cảm nhận, không phải Eight of Swords, sorry, Knight of Pentacles, thấy chưa, tôi vẫn nhớ nha, tôi không quên đâu, nhớ kỹ lắm. Tức là năm nay các bạn sẽ có bén duyên với một cái tương tác mang tính nữ, dù các bạn là nam hay nữ ngay trả bài này thì sẽ có một cái năng lượng về người nữ tương tác, có thể là một cái tương tác mới thông qua công việc, thay đổi môi trường công việc, thay đổi một, không phải thay đổi môi trường công việc, có thể là trong công việc một người mới tới chẳng hạn, hoặc là nhân vật mới xuất hiện trong cái môi trường công việc của các bạn, hoặc là một cái người các bạn gặp ở mạng xã hội hay là bất cứ đâu. Và đặc biệt ít cũng nhớ có nghe được rằng là các bạn đi gặp gỡ, đi du lịch hoặc là thông qua những cái chuyến đi, các bạn sẽ có gặp được một cái tương tác người nữ mang một cái năng lượng là blonde female. Mặc dù á, nó không quá là thân thiết, tất nhiên rồi mình mới gặp mà, nhưng mà nó sẽ mang tới cho mọi người màu sắc về niềm vui, màu sắc về những cuộc vui chơi, cuộc gặp gỡ, có thể là mang tính đi du lịch chung về sau này, và cũng có thể là những cái người mà hang out á, mọi người có những cái cuộc gọi trò chuyện. Rồi nói chung là cái thấy là cái màu sắc shopping chung, cái sở thích cũng nhiều, và cái tương tác người nữ về mặt bạn bè giao tiếp, đi chơi vui vẻ ha. Nhớ được như đó. Rồi với cái lá là tiếp theo á, là tới cái phần là lá Destiny và Eight of Swords. Cái gì, cái tụ bài tụ một này cũng lời, kiểu giống như là Kiss không có bị lan man dài dòng hay là kiểu ngồi câu giờ nữa, mà Kiss sẽ đi tập trung vào cái dữ liệu cho mọi người luôn, cho nên mọi người không cần vừa nghe vừa ngủ, mọi người sẽ nghe xong rồi ngủ ha. Với cái lá Eight of Swords và Destiny này thì có vẻ như trong cái năm nay các bạn sẽ gặp được đúng cái định mệnh của mình. Cái người mang hơi hướng về định mệnh, nhưng mà có vẻ như vũ trụ vẫn chưa có hint cho mọi người về cái định mệnh này của các bạn trông như thế nào. Vũ trụ chỉ nói là nó sẽ mang một hơi hướng về chuyện tình cảm, và bạn sẽ gặp được một cái tương tác này, nó thông qua được vũ trụ dẫn lối dẫn dắt, mang tính chất định mệnh của bạn rất là nhiều. Sau đó thì Kit có đi ngang qua với cái lá bài này, Kit nhớ rồi. Và thế này đây, với cái lá mà hơi lạnh cho Kit cho chỉnh nhiệt độ lại xíu nha mọi người. Ây da, cồng kềnh quá, cồng kềnh quá. Ok. Với cái lá bài này, cái câu chuyện là như thế này. Kit cảm nhận á, nó thông qua cái môi trường công việc của các bạn thôi, các bạn sẽ cảm thấy các bạn sẽ làm việc với một cái đối tượng là mang cái tính không biết là nam hay nữ nhiều. Nhưng mà Kit nhớ rồi, Kit sẽ đi từ từ lại cho mọi người. Có thể là những người có cấp bậc cao hơn bạn trong công việc hay là trong cái tương tác xã hội như thế nào đó. Một cái màu sắc của cái sự control, cho nên là khi thấy với cái tương tác này bạn nó cũng khá quan trọng đấy.
Mặc dù á, nó làm cho các bạn cảm thấy hơi bị kiểm soát, tại vì bất cứ một cái lĩnh vực công việc nào, nếu mà các bạn làm việc cộng tác với những cái người sếp trên hoặc là những cái người có một cái vị trí cao hơn các bạn, thì đôi khi chúng ta phải đón nhận và chấp nhận những cái môi trường xung quanh để chúng ta có thể gọi là suôn sẻ hơn cho mọi việc. Và với cái lá này thì như khi có nó control kiểm soát, cho nên các bạn sẽ với cái lá bốn kiếm này, khi cảm nhận là các bạn sẽ hơi bị nổ đầu chút xíu, tức là quá nhiều cái suy nghĩ á, làm cho mọi người cảm thấy nó không được thoải mái quá nhiều trong cái môi trường như như từ lúc trước nữa. Và với cái môi trường mới này, các bạn sẽ cảm thấy là mình cần phải update nhiều hơn, phải phát triển rộng mạnh mẽ hơn, và kiểu giống như là phải có một cái sự để ý chú ý hơn trong công việc. Nhưng mà cũng quay lại với cái lá control và cái lá bốn kiếm này, cũng có nói về dù cái tương tác của những cái người có cái vị trí cao hơn các bạn, nhưng mà họ đang có một cái sự để ý này mang tính tích cực thôi. Nó giúp cho các bạn giống như là người ta đang nhìn những cái tiềm năng của bạn, và người ta muốn giúp bạn rèn luyện, rèn giũa những cái kỹ năng, những cái tiềm năng đó, cho nên là mang về cái sự giúp đỡ rất là nhiều. Mặc dù là thương cho roi cho vọt, kiểu cũng hơi khó và kỹ như thế này, nhưng mà Kit nghĩ rằng là cái sự giúp đỡ này sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều sự vinh quang cho cái hành trình sự nghiệp công việc của các bạn trong cái năm nay. Và Kit nhớ hồi nãy á, là Kit có đi lại với cái lá này, với cái lá chín chín gậy và cái lá home, thì Kit nói sơ sơ là Kit nhớ là có hai cái dữ liệu về cái liên quan về mặt gia đình và nhà ở. Nếu mà các bạn ở đây mà thay đổi về chỗ ở một cái nơi á, mà sắp tới á, thì Kit nghĩ rằng là các bạn sẽ gặp được một cái vận may được gọi là thổ địa những người mà giúp các bạn tìm được một cái nơi phù hợp, kiểu giống như là các bạn là những người, ví dụ như các bạn tự tìm kiếm, các bạn muốn thay đổi nơi ở trong cái năm nay đi, nhưng mà kiểu giống như là tì tự mình tìm thì không có hanh thông, không có tìm được một cái nơi vừa ý ưng ý, thì trong cái vận may đó sẽ có gặp được một cái người kiểu như là giới thiệu offer cho các bạn một cái nơi cực kỳ phù hợp với cái sự phát triển của các bạn. Tại vì á, Kiết nghĩ là năm nay á, sẽ có phát triển về mặt tài chính cho các bạn, cho nên đồng nghĩa với cái việc mà bạn phải thay đổi thôi. Bạn sẽ thay đổi, bạn muốn có một cái nơi nó tốt hơn cho phát triển cái định hướng công việc của các bạn. Và Kiết cũng nhớ và nghe được á, là khi mà các bạn phát triển nhiều hơn nữa thì cái cơ hội đi xa, lập nghiệp của các bạn lại còn nhiều hơn. Ví dụ như là các bạn sẽ thăng tiến một cấp bậc trong một cái lĩnh vực của các bạn á, ở một cái môi trường mới, và đặc biệt á, Kiết có nghe được là các bạn cần phải phát triển thêm về khả năng ăn nói, và đặc biệt là về ngôn ngữ nha. Học thêm nhiều ngôn ngữ sẽ giúp cho các bạn càng thăng tiến tốt hơn và có hướng lập nghiệp và đi xa. Cho nên lý do mà cái bất động sản này, cái ngôi nhà này nó cũng liên quan về cái nơi ở, ở những cái nơi đó. Và ngoài ra thì trong gia đình của các bạn á, thì Kit thấy được là trong cái năm này các bạn sẽ có một cái kiểu như phần tiền thưởng hay là một cái phần từ gia đình tặng cho các bạn. Tặng cho các bạn một cái phần quà, một cái niềm vui lớn, một cái sự mà gọi là mang một cái tính của cải á, sẽ tới với các bạn trong cái năm nay. Và thế này, bây giờ Kiết sẽ đi lại tới với cái lá Queen of Pentacles và Brunette Female. Thực ra hồi nãy lúc mà trải bài ở cái tủ bài mà bị tắt tiếng, nó rất là nhiều cái dữ liệu thú vị luôn mọi người, kiểu giống như là mở lên bất ngờ luôn á, hay lắm. Nhưng mà bây giờ là do bị miss cái video rồi thì phải skip thôi. Nhưng mà với cái năng lượng của nữ Queen of Pentacles và Brunette Female này, cho Kit thấy á, là ngoài cái việc á, mà các bạn có một cái tương tác gặp gỡ những cái bạn mà năng tính nữ mà có vẻ là nhỏ tuổi hoặc trạc tuổi các bạn, thì bạn sẽ có được cái tương tác mà liên quan về giúp đỡ về mặt tài chính công việc về sự nghiệp của các bạn mang một cái năng lượng là Brunette Female và Queen of Pentacles, một người có cái năng lượng gọi là trưởng thành chín chín chắn và phải lớn tuổi hơn các bạn nhiều. Và họ là những người có sự nghiệp, những cái người mà muốn giúp đỡ các bạn thăng tiến,
Cho nên nó cũng liên quan tới cái việc mà Kit cũng nghe được cái việc mà gọi là có sự control ở đây á. Đôi khi là những người thầm lặng ít nói nhưng mà có một cái tính quan sát rất là tập trung. Cho nên các bạn cần phải chú ý và các bạn cần nên phát triển hết những cái khả năng của mình và phải có một cái tinh thần cầu tiến và cầu thị cho những cái cơ hội, và hãy biết nắm bắt những cái cơ hội này để có được một cái tương lai, cái con đường đi của các bạn nó phát triển hơn nữa, nó không còn phải dậm chân tại chỗ hay là nó chỉ có một cái nơi như vậy không. Khi thấy là các bạn còn phát triển xa hơn, và đặc biệt nhớ học thêm về ngôn ngữ nha. Ok, và Kiết sẽ quay lại với cái việc mà gọi là tại sao cái chìa khóa, có một cái lá bài về chìa khóa thu hút của các bạn với những cái tương tác này, thì nó lại lên cái lá cái roi. Và cái roi, cây roi á, cái roi ngựa và cái lá create này thì cũng cho Kiết mang một cái màu sắc cảm nhận là các bạn phải là những người kiểm soát được cái đời sống, cuộc sống của mình. Trong những cái năm trước á, nếu mà các bạn gặp những cái khó khăn về cái việc mà gọi là biết mình muốn gì, kiểm soát cuộc sống, hay là chưa có một cái định hướng rõ ràng cụ thể phát triển cho bản thân mình, thì trong cái năm nay chính gặp những cái nhân vật mà cũng mang tính quý nhân này sẽ giúp cho các bạn định hình rõ hơn về các con đường các bạn cần phải đi thúc đẩy và phát triển nó. Và với cái lá mà cái roi này thì Kiết cảm nhận là các bạn sẽ có một cái sự gọi là kỷ luật hơn với cái với cái lifestyle, cái lối sống của các bạn. Kiết thấy là các bạn sẽ có một cái sự thay đổi, như là Kiết nói cái lá đây, cái lá thay đổi về mặt ngoại hình, tức là các bạn sẽ có thay đổi về mặt ăn uống, về mặt sức khỏe, tức là các bạn sẽ từ bỏ những cái thói quen nó không được lành mạnh về mặt ăn uống, về giờ giấc chẳng hạn, thì nó sẽ giúp tốt hơn cho các bạn có một cái năng lượng có thể tập trung hơn cho cái dự định của mình, cho cái đời sống của mình ha. Ok, bây giờ Kiết đi tiếp. Kiết đi tiếp với cái vấn đề nào nữa ta? Ok, Kiết có đi tiếp với cái câu lời khuyên vũ trụ dành cho các bạn là như thế này. Second opinion và do more research. Nói chung nó nói về cái việc phương diện là các bạn cần phải tìm hiểu nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể là các bạn sẽ có rất là nhiều option cho cái việc ngôn ngữ, hoặc là cái việc mà các bạn muốn học thêm một điều nào đó, nó hiện lên rất là nhiều option cho các bạn trong năm nay. Và ngoài ra Kiết cũng cảm nhận trong chuyện tình cảm các bạn sẽ có rất là nhiều cái option tới, tức là những cái người offer cho các bạn. Nhưng cái trả bài này nói á, có những cái đối tượng offer cho các bạn nó cũng kiểu giống như là ngoài cái việc họ offer cho bạn, họ cũng đang offer cho nhiều cái đối tượng khác, thì các bạn cần phải cân nhắc và các bạn cần phải rõ ràng về cái định hướng của mình trong chuyện tình cảm, về những cái đối tượng mà mang cái tính lựa chọn ấy. Vì tại vì vẫn còn có một cái hint về cái đối tượng destiny này thì một chút Kiết sẽ nói sau. Và Kiết có nhớ rằng là trong cái trải bài này á, lúc mà cái trải mà cái sụt bị hư á, thì có nói là gì ta, để Kiết ngẫm lại nha, tự nhiên cứ quên thông điệp đó rồi, hay là vũ trụ cũng cho nói cái đoạn đó ta. Kiết thấy là như vậy nè, các bạn trong cái năm nay các bạn sẽ ít tập trung nhiều vào cái đời sống tình cảm, mà các bạn sẽ gọi là phát triển cái danh tính, cái bản thân của mình nhiều hơn, vì các bạn đang muốn đầu tư cho những cái điều tốt nhất cho cái sự nghiệp của mình. Đúng. Dạ, như vậy đó. Và đặc biệt là phải có một cái sự thay đổi về mặt lifestyle, lối sống và cách ăn mặc, ngoại hình và cả cái việc chăm sóc cơ thể nữa. Rồi bây giờ Kiết sẽ quay lại với cái dữ liệu mà Kiết đã hint cho mọi người, đó là lá Destiny. Rồi thế này, hồi nãy á, là lúc mà trải bài nó ra hai cái lá như vậy, thì lên lá đầu tiên Destiny của bạn là sẽ là soulmate của các bạn. Và Kiết nhớ rằng là nó sẽ thông qua cái môi trường liên quan đến công việc và sự chuyên nghiệp và cái yếu tố nước ngoài. Destiny của các bạn cũng mang yếu tố nước ngoài, cho nên vì lý do đó mà Kiết có nói với các bạn ở những cái đầu trải bài là các bạn cần học thêm về ngôn ngữ để có thể giao tiếp một cách linh hoạt hơn, phải nâng cấp bản thân mình hơn. Và chính những cái sự giúp đỡ từ những cái người mang cái tính nữ á, sẽ dạng như họ muốn định hướng các bạn update level lên, thì cơ duyên gặp được cái soulmate của các bạn thông qua cái vai trò, cái môi trường công việc khá là nhiều yếu tố nước ngoài nha.
cũng có yếu tố di chuyển thay đổi để phù hợp với công việc của các bạn, và đặc biệt có cái lá là forgiving and learning thì cũng đang nói về những câu các bạn phải học cách là tha thứ và học hỏi những cái điều mới, tức là những cái câu chuyện tình cảm cũ mà các bạn còn vướng bận chưa có học cách tha thứ thì các bạn phải học được sự tha thứ và buông bỏ những cái câu chuyện đó, và các bạn phải hướng mình về cái sự lột xác mới. Và Kate có nói về cái việc Pluto đang rơi vào cung Bảo Bình trong vòng 20 năm, mà Bảo Bình là một cái cung về sự chuyên nghiệp, về sự giao tiếp, cho nên yếu tố khí sẽ tác động chi phối nhiều với cái trải bài tuổi thứ nhất, dù các bạn là thuộc bất cứ cái cung nào khác thì cái yếu tố khí này nó sẽ giúp bổ trợ cho các bạn, lôi các bạn ra và khỏi vùng an toàn và giúp cho các bạn phát triển linh hoạt hơn về cái khả năng giao tiếp ăn nói với tất cả các mối quan hệ của các bạn trong năm nay. Nha, ngứa tay nha, có tiền vô nha mọi người, tụi một. Ok, và Kit nhớ là đó là những cái tương tác mà các bạn sẽ gặp trong cái năm nay rất là quan trọng. Và Kit có bóc charm cho các bạn á, thì Kit có nhớ là fast là các bạn phải thực sự rất là nhanh, và nó không còn là như những cái bạn khác là kiểu giống như là mình chậm chậm chiêu chiêu, hay là self love, hay yêu thương bản thân, hay là dành thời gian chậm chậm để ngẫm, để không làm gì hết. Với cái fast này các bạn phải nhanh tìm kiếm, thấy được cơ hội và phải nắm bắt nó. Coffee thì cũng đang nói là sẽ có nhiều deadline, các bạn sẽ khá bận rộn, kiểu giống như là vì những cái bận rộn cái deadline đó cho nên các bạn sẽ coffee giống như cà phê á, workaholic á, bị nghiện việc á, thì cho nên vũ trụ muốn các bạn phải cân đối về thời khóa biểu và cân đối về cái tính linh hoạt trong cái thời biểu công việc của các bạn. Kit có nhớ là pearl, các bạn sẽ được mài dũa giống như những viên ngọc trai á, giống như là được mài dũa càng ngày càng bóng lên á. Tức là cái giá trị của mọi người càng ngày càng thăng hạng. Summer thì Kit thấy là cái giai đoạn này các bạn sẽ có những cái chuyến du lịch, cái chuyến đi và gặp gỡ ví dụ với cái người blonde female này. Và cái summer này cho Kit cảm nhận là có thể là giai đoạn này các bạn sẽ khá là nhiều áp lực và cũng hơi stress, và lý do đó các bạn sẽ có một cái chuyến đi chơi dài kỳ ha. Spring mùa xuân thì Kit thấy spring nó mang hơi hướng đào hoa, thì cái về chuyện tình cảm các bạn sẽ đào hoa hơn nhiều. Có những cái đối tượng như Kit nó offer nhưng mà các bạn cần phải cân nhắc ấy. Và Kit có nhớ là Kit nói về cái lá Zero Fool, tức là các bạn sẽ khá là lột xác về mặt năng lượng và ngoại hình, về cả sự nghiệp, về tất cả mọi thứ luôn trong trong năm nay. Và tiếp theo Kit có lá Ears, về lỗ tai, về cái luân xa tai, tức là ngoài cái việc ăn nói tốt, về vũ trụ giúp cho các bạn nói chuyện linh hoạt, duyên dáng hơn, tự tin hơn. Nếu như các bạn đã từng là những cái người mà ít nói thì cái khẩu của bạn nó sẽ được, không phải là gọi là mỏ hổm nha, mà cái mỏ này sẽ là cái mỏ kiếm ra lọc, kiếm ra tiền. Và chính cái việc cái mỏ này, mỏ neo, mỏ thần hoặc là nỏ thần, nó sẽ bắn được các bạn gặp được nhiều cái tương tác tốt lành, good karma tới với cuộc sống của các bạn, giúp cho các bạn phát triển hơn. Và cái lá apple này á, cuối cùng thì Kit có cảm nhận á, là một vài bạn là sẽ đi Mỹ, có thể là nước Mỹ, America, US, Miss USA, hay là có liên quan về những cái nơi về Nam Mỹ, hay là Americana, hoặc là Mỹ Tho chẳng hạn. Nhưng mà cái lá apple này Kit nói đùa thôi, thì nó cũng sẽ liên quan đến cái việc cái đối tượng destiny của các bạn là một người khá là tinh tế, chỉnh chu, là một người có một cái sự đồng bộ, cho Kit cảm nhận rằng là một người gọi là có một cái style, cái lifestyle nó khá là đồng bộ á. Ví dụ họ xài đồ công nghệ, họ sẽ xài đúng đồng bộ với một cái hãng đó thôi, và một người có một cái lối sống khá là thanh lịch. Ok, thì đó là những gì mà Kit nhớ và đúc kết lại cho mọi người ở tuổi thứ nhất thông qua trời, đúc kết mà cũng 22 phút ha, 22, 3 phút thì cũng nhiều rồi. Thì tức là 7 phút đó, còn kia là Kit ngồi Kit Kit xào bài, Kit trò chuyện, đi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều ở tuổi thứ nhất đã lắng nghe cái trải bài này. Nếu mọi người có yêu thích kênh của Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua cái tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận nha. Mọi người nhớ check cái phần bình luận nha. Và mọi người nhớ like và share video này để tỷ lệ video được tới với mọi người nhiều hơn nhé. Ok, mọi người hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo nha. Dạ, trời ơi. À, xin chào tuổi thứ hai với một cái bông hoa rất là vàng tươi như thế này. Và để tô điểm hơn cho cái bông hoa vàng tươi này thì sẽ là một chú bé bướm trắng đậu trên bông hoa này ha.
Và đó chính là cái tủ thứ hai mà mọi người đã lựa chọn nha mọi người. Với cái chủ đề của ngày hôm nay là gì quen rồi, hay quen quá. Bạn sẽ gặp gỡ ai trong năm nay? Bạn sẽ gặp gỡ những ai trong năm nay? Và khi sẽ nói lại với cái trải bài gặp gỡ những ai này thì là sẽ có rất là nhiều cái dữ liệu luôn. Tức là mình sẽ đi những cái dữ liệu như là ví dụ nếu mà những cái mối câu chuyện gặp gỡ về mặt tình cảm á, thì nếu mà có lên thì vũ trụ sẽ truyền thông điệp đó cho Kid. Nếu mà có công việc hay là bất cứ một cái tương tác đặc biệt nào mà gặp gỡ những ai có ai xuất hiện trong cái năm này á, mà cho thấy là Kid sẽ đọc lên cho mọi người luôn. Và bây giờ là tại vì hồi nãy đáng lẽ là Kid có một cái sự dữ liệu vui vui, đó là Kid ban đầu là tính quay ở ngoài cái sân hiên á, cho nó ngoài trời, tại vì trăng hôm nay nó cũng đẹp ở trên cao, Kid muốn lấy năng lượng ánh trăng, mà bị su cà na là bị cái đường âm thanh cho video cái tụ một xong rồi bị tắc nghẽn, cái video nguyên toàn bộ không nghe gì hết, cho nên quyết định thôi vào cái không gian yên tĩnh để cho nó lành. Ok, xong rồi đáng lẽ là đã tiết kiệm được tí thời gian để trải xong rồi mình đi mình relax, mình đọc sách, mình ngủ sớm, nhưng mà rốt cuộc vũ trụ cũng cho kết thôi, ráng bây giờ là cũng hơn 12 giờ rồi khuya để cùng trải bài cho mọi người, nhưng mà kết nghĩ rằng là có thể là cái thông điệp ở cái giờ này nó sẽ kiểu như là cái spirit guide, chắc spirit guide tụ hai tụ ba thức khuya hay sao. Ok rồi thôi, cái không đùa nữa rồi. Bây giờ là thế này nha, Kiss sẽ check cái tổng quan của cái năng lượng về việc tất cả các mối quan hệ của các bạn và cái việc giao tiếp của các bạn trong năm nay như thế nào. Nó chỉ nghiêng về cái mảng giao tiếp và cái gì quên rồi, từ cái quên ta. Về cái giao tế, giao tiếp, các mối quan hệ của các bạn, cái năng lượng của các bạn hướng về những điều đó trong năm nay như thế nào ha. Ok, bây giờ Kiss sẽ check cho mọi người bằng, không nhớ dùng bài nào nữa. Chết rồi, giờ này lãng trí quá. Thôi bây giờ freestyle đi. Rồi nhớ rồi, Kiss sẽ sử dụng hai lá tarot. Trời lên luôn, hai lá lên luôn nha, Spirit Guide thức khuya nha. Ok, nhưng mà Kiss sẽ cho nó thẳng luôn chứ không cho nó ngược, tại vì ok rồi bây giờ Kiss sẽ cho một thêm một lá Claw Card này nữa. Ok đấy chứ, có vương miện, có tiara, hoa bỉ ngạn bỉ ngạn đỏ, bỉ ngạn xanh bỉ ngạn xanh, cái mỏ lanh chanh, bỉ ngạn đỏ có tiếng mà không có vỏ, bỉ ngạn hồng chưa có chào. Sorry, tự nhiên cái sồn dữ quá, sao lạnh cái gì trời, hồi nãy nhớ tăng nhiệt độ mà. Mọi người đợi kia xíu nha, và có cái lá lúp nè. Ok, chắc là mọi người chưa bao giờ coi cái kênh tarot nào mà nó kiểu nó tùm lum như vậy đúng không mọi người. Thôi kệ đi, có gì đó cho nó vui vẻ. Có nhiều comment người ta nói là gì mà không vô tập trung á, biết là vậy rồi nhưng mà thôi lỡ rồi thôi. Ok, lá The Loop rồi, tập trung. Lạnh nha, tại sao mình không lấy cái remote nó lại đây luôn ta. Ok, Princess of Spring và Queen of Autumn, tức là Page of Wands và Queen of Pentacles và The Loops, năm số 8. Nói chung nếu mà các bạn nghe trong cái năm mà số 8 á, This is your year, tụ hai. This is your year. Đây là cái năng lượng đúng cho cái năm của bạn. Về cái việc cái lá The Loop đi, cái The Loop này thì nó infinity cho Kid cảm nhận rằng là bạn phải chuyển đổi năng lượng nhiều cho cái năm này. Cái năm bạn sẽ phải thay đổi rất là nhiều mối quan hệ. Một cái năm về cái việc mà gọi là
tất cả mọi mối quan hệ của các bạn nó sẽ có một cái sự phải ra đi, những cái tương tác nó không hợp năng lượng. Và cũng đồng nghĩa với cái việc bạn phải một mình một giai đoạn nha. Cái cảm nhận là những tương tác cũ nó phải rời đi và bạn sẽ có một cái giai đoạn bạn một mình. Và sau đó khi mà các bạn mở mở ra một lần nữa thì là có những cái vòng tròn, những cái tương tác mới tới với các bạn. Nhưng mà ngẫm đi thì cũng ngẫm lại, thì cái năng lượng về các mối quan hệ, năng lượng tổng chung về cái sự giao tiếp của các bạn năm nay, nó sẽ có một cái giai đoạn các bạn sẽ nghỉ ngắt quãng để các bạn một mình, để các bạn định hướng lại, để các bạn tĩnh tâm. Khi thấy nó có sẽ bởi vì hơi lạnh giá nha, khi thấy các bạn sẽ đi đâu đó một cái môi trường nó cũng khá là hơi lonely á, nó hơi cô đơn nhẹ nhẹ chút xíu á, cái cảm nhận vậy. Có thể là các bạn sẽ dành thời gian để du lịch, di chuyển nhiều, và đặc biệt đó những cái vùng mà nó chill chill một mình á. Thôi chắc tắt máy lạnh luôn đi, có ý nghĩa gì ở đâu, lạnh quá. Cái sự lạnh giá trong các bạn tụ Danisa. Ok, của tụ hai. Mặc dù á, cái hình vẽ là một cái hoa, nó cũng giống như tỏa ra như mặt trời vậy đó, nhưng mà Kit vẫn cảm thấy cái giai đoạn trong cái năm này sẽ có một cái khoảng các bạn sẽ hơi lạnh giá. Vẫn còn lạnh nha. Tắt chưa? Đúng, tắt đi, lạnh quá. Thì các bạn sẽ cần dành một cái thời gian riêng nào đó cho mình, ngắt tương tác xã hội để các bạn sưởi ấm lại cho chính bạn thôi. Cho nên tại vì có cái lá Princess of Spring này thì nó cũng cho Kit một cái năng lượng sưởi ấm, giống như là cái lá này, nói về cái lá là cái vương miện á, thì các bạn tiara, các bạn nhìn là cái vương miện, cái cánh bướm này, rồi các bạn cảm ngẫm về tất cả những cái điều đã xảy ra, đã diễn ra. Và Queen of Autumn này thì cho Kit cảm nhận rằng là các bạn sẽ hướng về gia đình mình nhiều. Các bạn sẽ dồn tâm tập trung hướng về những cái bên trong, về gia đình, về những điều thân thuộc, về những tương tác thân thuộc. Và Kit cũng cảm nhận là những cái tương tác á, mà các bạn ngắt kết nối rất là nhiều năm, rất là lâu năm, sẽ có một cái sự quay trở lại với các bạn. Còn những cái tương tác mà các bạn đã đang tương tác rồi, nó sẽ có một cái dấu hiệu nào đó về cái sự rời đi, vì có những cái sự không đồng bộ nữa giữa năng lượng của tất cả các giữa các bạn với những cái tương tác mà các bạn đang có. Thì cái thấy đúng là sự thay đổi liên tục nó cũng tốt hơn cho năng lượng của các bạn. Cho nên trong năm nay sẽ có một cái giai đoạn các bạn sẽ tạm ngừng nghỉ, các bạn sẽ ngắt kết nối với tất cả thế giới xung quanh để bạn làm việc với chính mình. Đó là năng lượng giao tiếp của các bạn. Và chính nhờ như vậy á, cái thấy số 8 sẽ là cái year, cái năm của các bạn, sẽ là một cái năm tiền đề để thúc đẩy các bạn phải trở mình, phải hoàn toàn khác. Cái chương năm nay chỉ là một cái bước đệm thôi, thì cái cảm nhận cái sang cái năm thứ 9 á, các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự thăng hoa hơn. Năm nay sẽ là một cái năm review, có thể là đa phần, một vài phần các bạn sẽ có những cái sự thức tỉnh tâm linh mạnh mẽ trong năm nay nha. Hèn chi không, hèn chi lạnh giá lắm á, nhưng mà các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian hơi lạnh giá với bản thân mình để làm việc với chính mình, nói trước vậy thôi. Ok, bây giờ Kiss sẽ đi vào cái dữ liệu chính nha. Bây giờ Kiss sẽ cho năm lá tarot ở đây. Ây da, Kiss sẽ cho năm lá tarot và kèm với năm lá oracle để xem chủ đề chính là bạn sẽ gặp gỡ những ai trong năm nay. Bạn sẽ gặp gỡ tương tác với những ai, giao tiếp với những ai trong năm nay. Nếu mà các bạn nghe cái này năm thứ 9 á, thì bạn đã lột xác rồi ha. Có thể là những cái mà các bạn vừa nghe là một cái phần review lại. Khi nghĩ là có 6 lá lận. Tại vì ok. Rồi ok luôn, 6 lá đúng. Cái lá tự lên nha. Dạ,
Kit mới nói với các bạn là cái sự mà các bạn phải trở mình thì cái ladder full lập tức nó hiện lên. Thì cái ladder full này Kit không nghĩ là nói về những cái tương tác, mà Kit nghĩ cái ladder full này đang nói về cái đứa trẻ bên trong, nói về higher self, nói về cái phần bên trong khi các bạn quay vào bên trong của các bạn nha. Tức là cái mối tương tác đầu tiên mà các bạn giao tiếp với cái năm này á, đó chính là chính bản thân các bạn, chính cái tiếng nói bên trong đang khơi dậy cái trắc ẩn bên trong bạn nha. Cái ladder full làm lại này rất là quan trọng. Bạn phải là cái người tiên phong và thanh lọc những cái tương tác không có, những cái tương tác nó khá độc hại thì các bạn cần phải làm việc với nó nữa, tách mình ra để làm sạch cái dòng sông của mình. Bây giờ Kiết sẽ đi tới năm cái lá Amira này để xem thử rằng là bạn sẽ gặp những cái tương tác nào, có những cái tương tác nào xuất hiện trong năm nay. Chị nói mẹ, chị có một cái hint rồi đó bà. Ok, và bây giờ cái lá này sẽ là cái lá chìa khóa nha. Cái chìa khóa của các bạn là cái chìa khóa thu hút. Tại sao các bạn thu hút? Cái từ khóa, cái chìa khóa là gì? Kiết thấy có vừa 11 nha, số hiện trên màn hình. Đây là cái lá chìa khóa của các bạn, thì Kiết sẽ đọc sau. Và với cái năm cái dữ liệu ở trên đây bây giờ ngay cái lúc này nè, Kiết sẽ đi vào cái phần Kiết. Hồi nãy Kiết có lật lên cái phần này, thấy cái phần này, nhưng mà Kiết sẽ không đi cái phần này trước, Kiết sẽ để nó cuối cùng. Cái phần giữa này sẽ là cái phần cuối cùng. Cái sẽ đi random không thấy thứ tự đâu. Rồi, lên lá này. Vậy thì bạn, những cái tương tác nào bạn có gặp ai trong năm nay hay không thì để xem thử. Có tương tác chưa gì lên là King of Cups và Open Relationship, No Commitment, Casual, Openness. Có một cái tương tác nói về chuyện tình cảm rõ ràng luôn, nhưng mà có vẻ như là Open Relationship, tức là sẽ có một cái câu chuyện nào đó nó không có cam kết trong một cái tương tác trong cái năm nay về mặt tình cảm. Và đối tượng này là King of Cups luôn. Có cả hai có cảm xúc với nhau, nhưng mà theo cái phương diện là không có cam kết, một cái đối tượng thật sự rõ ràng. Tại vì cái lá này No Commitment và cái Open Relationship này, tôi thấy là mọi người sẽ kiểu giống như là sẽ có một cái tương tác nào đó các bạn cảm thấy khá là mệt mỏi. Các bạn sẽ cảm thấy là không còn giá trị, không có xứng đáng nữa để các bạn có thể tiếp tục trao hết những cái sự năng lượng higher nhất của các bạn dành cho một cái mối quan hệ. Thì có vẻ như là đây sẽ là một trong những cái tương tác các bạn gặp, và có thể là đã gặp và đang gặp, và các bạn sẽ phải làm việc với cái tương tác này. Nó rất quan trọng trong năm nay để các bạn làm rõ hơn với cái định hướng tình cảm của mình. Cái sẽ đi tiếp cái dữ liệu thứ hai. Vậy thì có một đối tượng mình sẽ gặp gỡ một cái người mà một cái tính không cam kết và về mặt tình cảm. Yes. Ok. Thực ra không cam kết như thế này là nó cũng là một cái cơ hội mới cho các bạn. Tại vì khi thấy á, ở các bạn cái tuổi thứ hai á, là những cái bạn nếu mà nói về những cái tình trường hay trải nghiệm tình cảm, các bạn là những cái người mà Kiết phải gọi là rất là tập trung trong một mối quan hệ, rất là đầu tư trong câu chuyện tình cảm. Và chính cái việc mà đầu tư như thế này nó quá mất ấy, đôi khi là các bạn không có những cái trải nghiệm về đời sống tình cảm khác, hoặc là các bạn thiếu đi một cái giai đoạn ấm nóng về sự hẹn hò, thì Kiết cảm nhận rằng là trong năm nay các bạn sẽ trở thành một cái dating queen. Các bạn sẽ tự do, các bạn sẽ gặp gỡ khá là nhiều tương tác khác. Mặc dù Kiết thấy được á, những cái tương tác này á, nó không quá quan trọng, nhưng mà sẽ có một cái người ở trong cái một cái nhân vật ở trong cái tương tác này mang một cái năng lượng của Nine of Cups, kỵ sĩ Ly. Nói chung á, là trong cái giai đoạn hẹn hò này, cái người này sẽ đem tới cho các bạn một cái ly tình cảm mới mẻ hơn. Nó làm mới đời sống của các bạn. Nhưng nó sẽ có hai khía cạnh, hai chiều. Có đem lại niềm vui, sự mới mẻ, sự đổi gió, nhưng nó cũng là một cái bài học cho các bạn ở tuổi thứ hai. Tại vì cái phương diện của cái người trẻ này á, Nine of Cups, năng lượng của người trẻ,
Và dating queen là trong cái lúc này nè, các bạn sẽ muốn hẹn hò, các bạn sẽ muốn gọi là, vì các bạn có cái lá open relationship ở đây mà, thì các bạn sẽ cho mình cơ hội được gặp cả những người này người kia hơn. Nhưng mà chính cái việc open nhiều hơn như thế này thì một gặp một tương tác thì hai bạn sẽ giúp đỡ nhau, kết nghĩ cái màu sắc này là giúp đỡ nhau thôi. Về một cái câu chuyện đời sống nào đó có, nó cũng mang một cái màu sắc chữa lành và kết nghĩ á. Cái tương tác này á, ban đầu là hẹn hò là vui vẻ, nhưng mà sau đó nó sẽ chuyển thành một cái tương tác của một cái người bạn có thể chia sẻ được với nhau. Nó không phải là thuộc dạng quá tri kỷ, quá soulmate đâu, nhưng mà cũng là một cái sự tâm giao tâm tình, một cái khoảnh khắc, một cái dạng như các bạn có thể thỉnh thoảng gặp gỡ nhau để chia sẻ những cái khía cạnh trong cuộc sống nha. Yeah, những cái người xem vibe với các bạn trong cái lúc các bạn đi hẹn hò nha. Yeah. Cái data dữ liệu thứ ba coi những cái người mà các bạn sẽ gặp nữa là ai. Trời, các bạn tụ thứ thứ hai này gặp rất nhiều người nha. Nó không, tụ hai là rất hạn chế, nhưng mà tụ một rất hạn chế, và tụ hai này các bạn gặp nãy giờ là đã thấy ba đối tượng, và thêm một cái đối tượng xuất hiện nữa, cũng có thể là cái đối tượng nine of cup này, nhưng mà Kit lại cảm nhận cái đối tượng này thì nó khác. Cái đối tượng này á, có thể là trong gia đình của các bạn nha. Các bạn sẽ chào đón người em trai mới, kiểu giống như là bố mẹ ở đây, bố mẹ trẻ đi. Rồi bố mẹ sẽ có thêm em bé chẳng hạn, thì khi cảm nhận là có thêm đứa bé trai hoặc là bé gái mang năng lượng female, gia đình các bạn sẽ chào đón, bởi vì các bạn sẽ quay về gia đình á, các bạn sẽ có đón nhận người em nha. Yeah, một vài bạn này thôi, còn các bạn ở đây nghe trải bài mà kiểu giống như là cũng khá là có một cái độ tuổi chín mùi á, có thể là các bạn sẽ trong năm nay các bạn sẽ có sinh baby. Một vài bạn ở đây là Kit cũng nghe được có thể là mẹ đơn thân khi nghe trải bài này. Nhưng mà với cái lá dead và cái lá female này thì cho Kit một cái màu sắc cảm nhận là cái tương tác này rất quan trọng. Một cái tương tác về một cái người có mang yếu tố nước ngoài nữa, có vẻ như là một người nào đó mang yếu tố nước ngoài truyền cảm hứng cho bạn và làm cho các bạn nhận thức rất là nhiều bài học trong cuộc sống. Cái date này cho Kit cảm nhận là các bạn sẽ có một cái sự nhận thức và sự thức tỉnh hay như thế nào đó thông qua cái việc mà khi các bạn giao tiếp, có thể là trong công việc. Tại vì cái tụ thứ hai này nó sẽ mang màu sắc self, bản thân nhiều, nó không mang cái màu sắc về cái sự work, career, công việc như tụ 1. Tụ 2 này á, các bạn sẽ gặp gỡ một cái tương tác quan trọng về cái người có một cái tầm nhìn cởi mở. Có thể là người có thể là cùng chung tiếng nói hoặc là khác tiếng nói, nhưng mà tư duy họ rộng mở, họ teaching các bạn rất là nhiều điều và bạn làm lại một cái nhận thức mới hoàn toàn luôn. Một vài bạn khi nghe được là trên cái con đường các bạn đi đâu đó thì gặp được một người tu hành chẳng hạn. Tu ở đây là họ là tu trong cuộc sống á, họ là những người đi theo xu hướng định hướng, nói chung là những người đi theo tiếng gọi spiritual, những người sống rất là tâm linh tinh thần. Có thể là những người cộng sự, sếp, hay là những người xung quanh các bạn, hoặc là những cái người mà bạn lâu năm, các bạn lâu ngày gặp lại á, thì mang cái hơi hướng này. Cũng nghe được trong công việc, cũng may mắn gặp được một cái người có thể trao đổi cho các bạn về đời sống cá nhân. Female, một cái năng lượng người một có đầu óc cởi mở, năng lượng tâm linh trực giác nha. Ok, Kit sẽ đi tới cái dữ liệu thứ tư, coi có người nào nữa không. Ok, thì như Kit nói, sẽ có một cái soulmate xuất hiện cho các trong cái năm này với các bạn Ace of Wands và soulmate. Nhưng mà cái linh hồn, gia đình linh hồn này á, thì và ngọn lửa nữa, Ace of Wands thì chắc có thể là lại là một cái hành trình twin flame dành cho các bạn tụ hai. Nếu mà các bạn ở đây độc thân hoặc là trải qua những cái mối quan hệ trước đó, thì Kit thấy cái hành trình mà vũ trụ dẫn lối tới cho các bạn là hành trình twin flame, tìm đúng cái định mệnh của mình nếu các bạn đang độc thân, hoặc là các bạn bước qua những cái tương tác không thể hàn gắn được nữa. Dạ, yeah. Gặp gỡ một cái đối tượng mang cái năng lượng twin flame.
Nhưng mà cái soulmate và cái ace of wands này thì cho cái cảm nhận cái đầu tiên á, là các bạn phải làm việc với bản thân mình. Cái người đầu tiên các bạn cần nhìn thấy trong cái lá đầu phone này á, chính là đứa trẻ bên trong, cái ngọn lửa bên trong của các bạn. Khi mà cái ngọn lửa các bạn được thắp sáng về mặt tâm linh tinh thần á, thì các bạn sẽ connect được với cái đối tượng mang cái màu sắc twin flame này. Và cuối cùng, dữ liệu thứ năm đó là Wheel of Fortune và Spiritual Growth. Như khi nói nó liên quan với màu sắc tâm linh tinh thần, có thể trong năm nay các bạn sẽ có những cái chuyến hành hương. Nếu mà các bạn đã độ tuổi đã hơn 30 hoặc là từ 28, hoặc là các bạn trẻ hơn 27, 28, 30, 35, 40, ngay cả những cái độ tuổi hơn 40 vẫn có thể phải làm lại được, phải làm lại cái đời sống của mình nữa mà. Nhưng mà tuổi tác chỉ là con số thôi, cái hành trình mới là quan trọng. Còn các bạn nào trẻ hơn 25 á, thì cứ thấy á, là các bạn sẽ vẫn còn một cái hành trình dài. Nói chung cái đoạn đường hành trình dài này của các bạn, nhưng mà các bạn sẽ được nhận thức sớm hơn. Các bạn sẽ may mắn gặp được những cái người mà trao cho các bạn những kiến thức, thông tin và chữa lành các bạn nữa. Những cái người healing các bạn rất là nhiều. Có cơ may gặp gỡ những cái người này đúng là do về cái phần di chuyển hành hương của các bạn đó. Cho nên tuổi 2 cần phải di chuyển, cần phải đi đứng nhiều. Dù các bạn có quay về bên trong, nhưng mà các bạn có thể gặp gỡ những cái hội nhóm, hoặc là có thể các bạn tham gia những cái hội nhóm, hay là một cái người kia cũng nghe được một cái người nào đó rất là truyền cảm hứng cho các bạn, và các bạn có thể contact, liên lạc được và gặp gỡ được với cái đối nhân vật này ha. Và một màu sắc spiritual growth, tại vì Wheel of Fortune là định mệnh mà, thì cứ thấy vũ trụ định mệnh sắp xếp cho các bạn đi một cái con đường nó rất là tâm linh tinh thần, và nó phải vượt rất là nhiều chặng, nó phải làm lại, làm mới lại luôn nhận thức của các bạn á. Nếu là các bạn là những người đã từng có những cái định kiến nó rất là phải lập luận, nó phải logic, hay là nó phải rõ ràng chặt chẽ một là một, thì cái con đường sắp tới vũ trụ định hướng cho các bạn gặp gỡ những cái tương tác này, từ từ dẫn lối cho các bạn mở rộng cái vùng tâm thức, cái vòng tròn spiritual của các bạn ra nhiều hơn. Cũng liên quan tới yếu tố nước ngoài nữa nha. Có thể là các bạn sẽ đi, nếu mà các bạn có điều kiện ở đây, các bạn sẽ có những cái chuyến đi gọi là spiritual trip á, nó liên quan về chuyến đi tĩnh tâm, tu dưỡng tâm thức của mình. Ok, bây giờ cái sẽ đi tới cái lá mà thu hút cái chìa khóa của các bạn là The Sun. Oh, y chang trong cái... Yes! Y chang với cái bông hoa này của các bạn luôn mọi người ơi. Wow! Đây, y chang cái bông hoa này của các bạn luôn. Con bướm màu trắng. À, yeah! Hình ảnh của con bướm trắng nữa. Và đặc biệt là hình ảnh mà bướm trắng nó rất là thiêng liêng. Mà bướm trắng, mà màu trắng nó rất là năng lượng rất là cao ấy. Cho nên cái thử thuốc của bạn là higher realization, higher part, cái con đường cao hơn, cái nhận thức cao hơn đang dành cho bạn. Có thể là một hoặc hai bạn ở đây sẽ phải rời bỏ một cái vị trí công việc nó đã từng là tất cả của các bạn, và các bạn sẽ đi theo một cái định hướng rất tự do này và thoải mái về mặt tâm thức này, không bị ràng buộc vào những cái xã hội xung quanh nó tác động tới các bạn nữa. Và Kit cũng nghe được các bạn ở đây á, sau năm thứ 8 này các bạn sẽ tái lập lại được một chương mới, các bạn sẽ không bị tác động bởi những cái karmic karma nữa. Thôi cái đoạn này Kit không nhắc nhiều, Kit xin next one. Nhưng mà cái năng lượng á, của các bạn là ánh sáng, đi về ánh sáng, đi về mặt trời, đi về phương đông. Kit cũng nghe được có thể là hành trình về phương đông, có thể là đọc cuốn sách đó cũng được ha. Khi còn có một cái quyển sách các bạn có thể tham khảo. Ủa đâu rồi ta? Nằm bên kia rồi, ok. Warrior of Light, một vài bạn ở đây á, có thể là đa phần các bạn đó là các light worker, những người làm việc với ánh sáng, và có vẻ trong tương lai á, trong cái hành trình một năm tới này, năm nay này á, thì sau đó các bạn sẽ là những người truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Lĩnh vực truyền cảm hứng sẽ là cái định hình mà cái con đường mà vũ trụ dẫn dắt các bạn, các angel đi cùng với các bạn, và đặc biệt là Jesus và angel Michael sẽ cùng đồng hành với các bạn trong cái chặng hành trình tuổi 2 này. Uống miếng trà sữa. Và trên cái hành trình, cái con đường đó, các bạn sẽ gặp được cái tương tác soulmate tâm hồn này.
dù nó không phải là cái last twin flame nhưng mà hai cái linh hồn nó kết nối connection với nhau, cái thấy nó rất thiêng liêng, nó rất là quý, bạn và họ phản chiếu như nhau ấy. Yes, ok, bây giờ Kiss sẽ dùng bộ tiếp tục với cái bộ này đi, Angel Raphael, cho chúng ta những cái thông điệp tiếp theo trong cái hành trình của các bạn. Sunlight, ánh sáng mặt trời, như cái nói nè, sunlight nè. Nha. Yeah. Ánh sáng mặt trời, mọi thứ ánh sáng, lại đi theo ánh sáng, tiếng gọi ánh sáng, thoát khỏi cái màn đêm, thoát khỏi những cái cám dỗ về mặt bóng tối, những cái gì mà nó trằn trọc các bạn, nó níu các bạn, là các bạn hãy học cách tha thứ, yêu thương và đón nhận mọi thứ. Ask your body for a mess for a message. Hãy nhìn cái cơ thể các bạn, cái thấy đó, nó sẽ có cái dấu hiệu giống như cái đôi chân của các bạn sẽ thôi thúc đi nhiều nơi hơn. Và đặc biệt cái luân xa tai của các bạn sẽ lắng nghe được nhiều thông điệp, cái trái tim muốn nói bên trong hơn. Và đặc biệt cái đầu của bạn, cái luân xa đỉnh đầu sẽ nhận được nhiều cái thông điệp hơn. Và đôi khi các bạn trong cái năm nay á, nó sẽ hơi nhức đầu nha. Nhức đầu nhiều chứ không phải là hơi nữa. Tại vì cái nhức đầu này nó sẽ không tới bằng những cái dữ liệu tác động vật lý hay là tại có những cái chứng này kia đâu. Mọi người đừng có lo lắng. Cái nhức đầu này nó tới từ cái thông điệp đang được dẫn tới các bạn, và các bạn cần nên lắng nghe. Khi các bạn lắng nghe thì cái cơn dịu nó sẽ làm dịu đi. Nhưng mà khi các bạn không chịu lắng nghe, các bạn có những cái suy nghĩ chống, không phải là chống như lại, mà gọi là mình phản biện lại trong tâm thức á, thì các bạn sẽ có những cái yếu tố nó hơi nhức đầu. Hãy đơn giản hóa mọi thứ lại, giống như một bài hát mới có tờ link, đừng phức tạp gì đó, quên rồi. Gì đừng phức tạp không nhớ. Nhưng mà bạn sẽ nhận được những tín hiệu từ cơ thể của các bạn. Nếu mà mọi người cảm thấy là cái chân của các bạn nó tự nhiên ngứa rang lên, hoặc là tự nhiên cái lòng bàn chân của bạn, nếu mà ở đây ai mà cái lòng bàn chân của mình check nha, có nốt ruồi á, tức là chân các bạn phải là chân đi và chân hành hương. Nếu mà các bạn này còn quá nhỏ, còn quá trẻ nha, trả bài này á, thì cái tương lai định hình cho các bạn, cái ngành nghề phù hợp với các bạn sẽ là những cái ngành nghề có liên quan về tự do và du lịch, và hoặc là những cái ngành nghề liên quan về yếu tố ngôn ngữ học thuật, là những cái ngành nghề có liên quan về nghiên cứu tâm linh tinh thần chẳng hạn, dịch giả hay là kiểu nghiên cứu ấy, mọi người có liên quan về nghiên cứu hoặc là nghệ thuật vẽ viết lách cũng rất là tốt cho cái lĩnh vực các bạn đang đi. Thấy chưa? Kết nối với mọi người, kết cảm nhận được cái năng lượng của Jesus in here with us. Nổi da gà, hồi nãy Kết mới nói là cái năng lượng của Angel Michael và Chúa Jesus sẽ hỗ trợ các bạn trong cái hành trình này. Thì đây, Jesus the Divine Healer, cái người, vậy là cái người các bạn sẽ gặp, gỡ nhiều, gặp nhiều nhất sẽ là năng lượng của Chúa Jesus, năng lượng của ánh sáng. Chúa Jesus sẽ cho bạn những thông điệp cho các bạn phải lắng nghe. Nếu mà ở những cái tụ khác thì không biết mọi người cái hành trình là kiểu giống như là tụ thứ hai á, sẽ là một cái người con vũ trụ, nhưng mà cái cách mà vũ trụ tương tác với các bạn á, sẽ cho bạn những cái dấu hiệu cơ thể để cho các bạn phải lắng nghe, chứ không phải là còn kiểu như là mình có những bạn sẽ thông qua những giấc mơ, có thể là cũng là những giấc mơ, nhưng mà cái dấu hiệu rõ ràng nhất với các bạn tụ thứ hai sẽ là trên cơ thể, có thể là những cái tiếng lùng bùng lỗ tai, kiểu như cái tiếng rét é lên, hoặc là lùng bùng lỗ tai, hoặc là cái chân của bạn ngứa rang lên, hoặc là những cái dấu hiệu bộ phận trên cơ thể của bạn nó có cái gì đó nó muốn nói á, hãy lắng nghe điều đó. Và chú trọng sức khỏe của mình nữa, kiểu các bạn sẽ bị ảnh hưởng với cái đầu, kiểu như suy nghĩ quá nhiều, cần phải đơn giản mọi thứ lại. Ok, tụ hai. Wow, tụ hai này Kiếp phải nói nhiều ấy. Tại sao? Cái chìa khóa duy nhất để có thể làm sạch được cái năng lượng của các bạn cho cái năm nay đó là forgiveness heals, những cái sự chữa lành đến từ cái việc các bạn tha thứ. Ok, dear God and our angel Raphael and Jesus, I am willing to forgive myself and others in exchange for what I really want, peace and health. Tức là vũ trụ đang nói với các bạn, Jesus đang nói với các bạn rằng là các bạn sẽ sẵn sàng tha thứ cái điều đầu tiên, như Kit nói là chính bản thân các bạn đã... Đừng có nên blame bản thân mình, đừng có nên trách bản thân mình, hãy động viên cái bản thân mình, các bạn đã rất là nỗ lực
Và đừng bao giờ đánh giá thấp cái năng lượng của mình. Các bạn có những cái nguồn năng lượng đang chờ đợi các bạn khám phá, và hãy đánh giá cao bản thân mình. Ôm ấp lấy mình, ôm ấp lấy những cái đứa trẻ bên trong đang kêu gọi các bạn. Và cái điều mà các bạn cần thiết nhất để đổi lại được, đó chính là cái sự bình yên và sức khỏe thôi, từ bên trong mình ha. Ok, Kia sẽ xem thêm một cái lá về mặt tình cảm với soulmate cho các bạn đi. Ok, Roman Angel 3 lá luôn. Cái điều đầu tiên á, forgiveness, sự tha thứ, nó nói về một cái tương tác unrequited love, một cái tương tác không một chiều, nó không phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy học cách tha thứ và trân trọng, và tha thứ và buông bỏ. Cái thứ hai sẽ là love yourself first, như kết nối ban đầu với mọi người ở tuổi thứ hai á, là các bạn sẽ học về bản thân mình, hiểu về bản thân mình. Nó không phải là về mặt công việc hay là bất cứ cái điều gì nó tác động quá nhiều, mà cái mà các bạn cần phải hiểu về thức tỉnh đó chính là bản thân. Love yourself first. Và cái soulmate của các bạn sẽ là get into know each other sau khi các bạn đã self work, làm việc với bản thân mình một cách tuyệt vời, đẹp đẽ nhất rồi, thì cái người này sẽ tới và các bạn sẽ được tái hợp với nhau về mặt linh hồn nhé. Ok, trước khi kết thúc trải bài thì Kia sẽ cho mọi người thêm một vài cái dữ liệu từ Charm đi, Charm giấy đi. Kia sẽ bóc Charm cho mọi người tụ hai để có những cái dữ liệu Charm giấy muốn nói với các bạn điều gì. Ok, Air khí. Khí là về năng lượng di chuyển, về sự thay đổi, về sự liên tục chuyển động. Làm mới bản thân. Air, không khí mới. Lover, có may mắn. Clover nha, có may mắn, nó cũng nghe về lover. Kit có cái đôi cánh wings, cái thiên thần. Mà air rồi wing đó, thì Kit nghĩ là các bạn sẽ hành động, đi đứng nhiều, hành hương, bay lên. Số 2 là two of wands, đi đúng hướng. Two of pentacles, linh hoạt. Two of cups là tương tác tình cảm. Và two of swords là cái việc mà đắn đo cần phải được giải quyết. Ears, các bạn có một lần nữa và cái sự lắng nghe. Kết nói mọi người là hãy lắng nghe những cái thông điệp bên trong các bạn đang muốn nói và nhận được thông qua cơ thể. Khi thấy có cái lá dòng sông này thì các bạn hãy đi theo cái tiếng gọi một cách nhẹ nhàng và hãy thuận theo tự nhiên. Hãy nghe nó một cách tự nhiên, đừng có, không nên mình gọi là lý luận quá nhiều về mặt tâm thức. Lý sự. Ok, kết thúc các bạn ở tuần thứ hai sẽ có một cái hành trình cực kỳ đúng với cái định hướng linh hồn của các bạn. Tuần thứ hai là cái tuần mang một cái màu sắc được che chở bảo vệ rất là cao, cho nên ngay lúc này các bạn hãy biết ơn những gì mà mình đang có và được dẫn lối bởi vũ trụ, vì vũ trụ sẽ dẫn cho các bạn con đường rất sáng và cũng giống như là đẹp nhất cho cái vị trí mà các bạn cần có cho cái hành trình linh hồn của mình. Kit cảm ơn mọi người tuổi thứ hai rất là nhiều. Nếu mà mọi người yêu thích cái trải bài này của Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua cái tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Mọi người nhớ like và share video này nếu mọi người nghĩ rằng cái thông điệp này cần thiết cho những ai đó đang có những cái vướng mắc, hay là muốn nghe vừa ngủ cũng từ trong cái giai đoạn này, thì hãy chia sẻ video này của Kit nha. Và đặc biệt là nút like á, càng nhiều lượt like á thì càng được nhiều tương tác và kênh của Kit sẽ tới với nhiều người hơn nha. Ok mọi người, bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo nhé. Thủ ba ơi, đây là cái hoa mà các bạn đã lựa chọn. Hình như đây là hoa gardenia, hoa dành dành. Đây là một loại hoa Kit rất là thích và Kit hay sử dụng cái mùi nước hoa, nó có cái tone gardenia. Và ngoài cái bông hoa này thì lại có một bé bướm Beyoncé, bé bướm ong vàng đỡ trên cái bông hoa gardenia này là tụ ba. Rồi bây giờ Kit xin bắt đầu vào cái tụ thứ ba nha. Với cái chủ đề của ngày hôm nay á, đó là bạn sẽ gặp gỡ những ai trong năm nay. Đây là một cái video không tính mốc thời điểm, bất cứ lúc nào các bạn ghé trúng cái video này thì sẽ tính từ cái giai đoạn đó ha.
Và đặc biệt hơn, bạn sẽ gặp gỡ những ai trong năm nay á, là Ủa, tự nhiên nó nói gì ta? à, kiếp chọn tụi ba. Ừ đúng rồi. Trời, quên mất. Trong cái lúc mà Kit nó nói chuyện với mọi người, sẽ Kit dọn dẹp xíu nha. Cũng cố gắng chạy tranh thủ cho tụi ba để rồi xong cái đi ngủ, tại bây giờ là cũng 1 giờ sáng rồi. Và với cái trải bài lần này á, thì là Kit sẽ xem cho mọi người rằng là trong cái năm này thì các bạn sẽ có những cái tương tác gặp gỡ nào, thì cũng hồi hộp chứ, kiểu ok mà mình cũng tò mò muốn xem thử rằng là vũ trụ đang dẫn lối và sẽ dẫn lối chúng ta tới với cái con hành trình nào, con đường nào và gặp gỡ những ai. Bây giờ Kit bắt đầu vào tụ ba, và cái phần đầu tiên á, Kit sẽ thực hiện một cái phần check cái năng lượng cho các bạn, nhưng mà cái năng lượng này nó sẽ nói về cái năng lượng về mặt giao tiếp, giao tế của các bạn trong năm hai, ủa đâu, bất cứ năm nào các bạn nghe cái trải bài này ha, trong năm 2022 chấm 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 hoặc là 2023 chấm chấm chấm, 2004 chấm chấm chấm, xem nó già đúng nha mọi người. Ok, bạn sẽ gặp gỡ những ai trong năm nay. Rồi, đầu tiên á, là Kit sẽ check cho mọi người về cái năng lượng giao tiếp và cái năng lượng hướng về những cái mối quan hệ của các bạn, những cái tương tác và những mối quan hệ trong năm nay của các bạn như thế nào bằng 2 lá bài Tarot và 1 lá bài Oracle nhé. Ok. Dịch các bạn qua đây xíu. Ok. Ngồi vậy cho duyên dáng. Ok, 2 lá tarot mà sẽ gặp gỡ những chưa năng lượng về việc giao tiếp, về những cái connection của các bạn trong năm nay như thế nào. Oh, không có gì hết. Ok, năng lượng và cái mặt giao tiếp của các bạn và những mối quan hệ trong năm nay của các bạn như thế nào. Ok, rồi. Bây giờ cái sẽ đi 2 lá. Eagle, the devil. Và cái lá này là lá eagle, con mèo, Siamese cat, mèo siam nè. You might feel that you're trapped it in your situation, but that's not true. Be careful not to overly focus upon material wealth and break free of negative thinking. Tiếp theo, cái đó là Six of Autumns. Là 6 xu ấy mọi người, cho xem lại nha. Đây. Dễ thương, bộ này nói về động vật. Ok. The Devil and Six of Autumn. Và kia có cái lá là The Shot. Đây. Cú bắn. Ok, năng lượng của các bạn mà giao tiếp trong năm nay á, nó sẽ mang một cái màu sắc gọi là có tầm ảnh hưởng. Có tầm ảnh hưởng với nhiều người, với những cái tương tác mà bạn sẽ gặp hoặc là gián tiếp luôn á, cũng có tầm ảnh hưởng nữa. Bạn cho những cái thông điệp giống như Kit chọn tụ ba, Kit cho thông điệp, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng này nó sẽ tới từ cái lệnh The Devil trước, nó đi sâu vào những cái phần tối á, tức là cái năng lượng giao tiếp của các bạn trong cái năm nay nó sẽ thiên về giống như tụ thứ nhất đi, là sẽ là những người ăn nói duyên dáng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng mà tụ thứ ba sẽ là những cái người mà đi sâu vào một cái chủ đề nào đó một cách trực diện. Cái việc giao tiếp của bạn nói chung là nó sẽ tới cái việc đôi khi nó sẽ làm cho những cái người mà không quen với cái ngữ điệu, với cái năng lượng giao tiếp của bạn đó, họ sẽ có những cái sự cảm thấy hơi khó chịu với những cái phần mà các bạn nói ra, nhưng thực ra khi thấy thô mà thật. Nhưng mà các bạn lại có những cái ý tốt với cái lá xích 6 xu này, các bạn luôn cho những cái lời ý tốt thôi.
Lời hay ý đẹp nhưng mà sẽ là bằng một cái cách trực diện. Cái cách giao tiếp của bạn nó sẽ rất là trực diện nha, nó sẽ làm cho mọi người á, nếu á mà không biết về bạn á, họ sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy nó có gì nó trigger bên trong. Nhưng mà những người đã hiểu bạn, biết về bạn, nhiều khi người ta nghiện. Nghiện nó đây, càng nghe càng muốn nghe nhiều hơn được những cái điều các bạn nói. Tại vì cái lá, tại sao cái nó mọi người trực diện và đánh nhanh rút gọn, tại vì có cái lá the short ở đây bắn, các bạn đi thẳng vào vấn đề. Với những mối quan hệ các bạn trực diện luôn, các bạn sắp xếp được những mối tương tác của mình, tức là các bạn biết cái tương tác nào phù hợp trong giai đoạn hiện tại, còn cái tương tác nào mà cảm thấy nó tới vì một những cái lý do, những cái mục đích cá nhân nào đó, thì các bạn cũng bèn 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 tại vì cái ego của bạn á, nó đang được với cái lá the devil này, các bạn thấy được những cái ý niệm nào đó của những cái tương tác xung quanh. Cho nên nhưng mà thực ra cái phần mà the evil này, cái sự ego này, nó cũng cho thấy là cái đối với tất cả những mối quan hệ, bạn sẽ có lập trường hơn, bạn vẫn lập trường hơn về bản thân mình. Nói chung cái cảm nhận á, trong những mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh á, bạn sẽ có những cái giá trị nhiều hơn. Nhưng mà có những cái người mà thực sự á, yêu thích các bạn, những cái nó sẽ cảm thấy là xấu xu, cũng cảm thấy support các bạn nè, sẽ có những cái mối quan hệ đó support các bạn xấu xu nha. Nhưng mà sẽ có những cái tương tác á, họ sẽ hơi jealous. Tại vì the shot cú bắn bắn súng tầm ngắm mà hai phương diện nha, một là support ủng hộ, còn một bên phía sẽ là hơi jealous, sẽ có những cái sự tác động về cảm thấy không thoải mái khi thấy các bạn, khi thấy các bạn truyền cảm hứng, khi thấy các bạn có được một cái vị trí, một cái hào quang như thế này. Thì thôi, nói chung cái cảm nhận cho cái tụ thứ ba về các mối quan hệ này, các bạn biết chắt lọc mà, các bạn cảm nhận dạng nhận diện rõ. Giống như là Kiết có nhớ cái một cái video mà up trên Facebook hay là up ở đâu lâu lắm rồi, giống như là giống như là nhận diện tội phạm, cái series nào đó của Mỹ á, nhận diện tội phạm bằng bài hát của Backstreet Boy, thì có cho năm sáu anh chàng hát Tell me why, nhớ không? Nhưng mà mọi người có xem thì các bạn sẽ nhận diện đâu là cái giọng that's he, chính là người đó. Trực giác các bạn ngày một nó được khẳng định là cao cấp hơn, hiểu rõ nhân tình thế thái không? Và với tất cả những mối quan hệ, các bạn có một cái sự phân bố đong đếm năng lượng một cách rất là phù hợp với những cái tương tác các bạn trao đi và gặp lại á. Cho nên cái aura của các bạn trong cái tụ thứ ba này giống như là aura về projection đó mọi người, tức là bạn có một cái aura hào quang, cái năng lượng, tức là giống như một cái gương phản chiếu á, người khác giống như là cái này nè, cái the shot này nè, người ta hướng cái năng lượng tới bạn như thế này thì bạn sẽ phản chiếu lại đúng với cái năng lượng mà họ tới, bạn chỉ phản chiếu lại thôi. Ai mà kiểu giống như là ủng hộ bạn, các bạn rất là hết mình, nhiệt liệt và support lẫn nhau. Nhưng mà ai có một cái sự mà gọi là không support và có một cái sự jealous, cái sự ganh tị nhẹ, thì các bạn sẽ cho họ thấy là đây cái gương nè, hãy nhìn đi để xem cái gương mặt khi mà họ ganh tị trông như thế nào, để họ có thể tự chỉnh bản thân họ. Đó là những gì trong những mối quan hệ và cái thấy của tụi ba. Bây giờ cái sẽ cũng năm cái này là toàn cảnh nguyên năm ấy, cho nên thôi vui vẻ là chính nha, cái nào đúng thì mình nhận, không đúng thì cũng nhận, rồi nghe rồi quên cũng được. Ok, bây giờ Kiết sẽ đi tới cái dữ liệu là năm lá bài tarot này để xem thử là trong năm nay các bạn sẽ gặp gỡ những ai. Kiết sẽ cho năm lá tarot tarot và năm lá oracle, thì nếu mà có những cái dữ liệu nào lên một cái tương tác đó, rõ ràng thì Kiết sẽ đọc cho mọi người, còn nếu không nó sẽ hướng về những cái mặt năng lượng về điều gì đó thôi. Có bốn lá rồi, rồi ok một lá nữa ha. Cứ cho thêm 5 lá. Khi đang nghe được á, là các bạn đang có những cái sự rất là nhiều sự dõi theo của rất nhiều tương tác xung quanh, những cái con mắt đang hướng vào các bạn, có tích cực
có sự đối lập về mặt tích cực là tiêu tiêu bánh tiêu á mọi người, nhưng thôi kệ đi mọi người, các bạn phải biết chắt lọc và bảo vệ cái năng lượng của mình, tức là năng lượng của bạn đang tỏa ra bằng cái việc mà gọi là tới như thế nào thì họ nhận được như thế đó. Thì sang năm lá Oracle nha. Ok. Nói chung đứng ở trung tâm thì cũng mệt, nhưng thôi, đó là cái vị trí mà các bạn cần phải có. Có 11-11 hiện trên màn hình nha. Bây giờ đây là cái chìa khóa là tại sao bạn lại có một cái sự hấp lực và cái sự thu hút và cái sự tương tác, những cái tương tác. Đây là cái chìa khóa, lá chìa khóa cho các bạn nha. Oh, ok rồi. Bây giờ cái sẽ đi từng dữ liệu ở đây, bóc random nhất. Vì là trung tâm cho nên Kiss sẽ cho trung tâm Wheel of Fortune. Ok, tình yêu chân thành, true love. Cái tương tác mà đầu tiên á, cái người mà bạn sẽ gặp đó là tình yêu, true love của các bạn trong năm nay. Thì không nói nhiều định mệnh ấy. Ở tuổi thứ nhất cũng có lá Destiny. À, rồi lên cái lá Wheel of Fortune hay sao ấy. Nhưng mà cái tụ ba này nó lại ngược lại. Tụ ba là lên cái lá Wheel of Fortune, bánh xe định mệnh, nhưng mà lên true love. Vì trong năm nay các bạn ai mà độc thân á thì sẽ gặp được định mệnh true love thực sự của các bạn tới để ôm ấp lấy bạn. Cho nên cái cảm nhận là cứ tỏa sáng đi, cứ vui vẻ, cứ thoải mái thể hiện những cái gì là của bạn, chân thành nhất, authentic city nhất, original nhất, cái gì thật nhất, vui vẻ nhất, hãy shining, hãy tỏa sáng. Thì chính cái việc này sẽ thu hút, mặc dù có nhiều nguồn năng lượng tới, nhưng mà sẽ đúng một cái năng lượng dành riêng cho bạn với cái trái tim rất là ấm nóng này ha. Một người sẽ trao cho bạn một nhành hoa trắng vì các bạn xứng đáng nhận được một cái sự tinh khôi trong veo đó. Người ta ví von bạn như là em về tinh khôi. Ok, bây giờ Kiss sẽ đi tới dữ liệu thứ hai. Người thứ hai các bạn sẽ gặp gỡ. Oh wow. Ok, thực ra Kiss cảm nhận á, cái người mà true love này sẽ đem lại cho các bạn rất là nhiều tiềm lực ha. Nó liên quan, cái này nó liên quan về một dữ liệu tiền bạc, về money, về sự hanh thông, về cái sự dồi dào về tài chính, mà có cái lá hai gậy nữa. Thì cho nên Kiss nghĩ là hai gậy này đang nói về cái định hướng thôi. Nó nói về một cái, Kiss thấy là trong năm nay á, các bạn sẽ có một cái vận may về nhiều tương tác. Chứ không phải là một tương tác, tức là các bạn sẽ có những cái người support, như Kiss nói với mọi người, sẽ có những cái người hỗ trợ các bạn. Và chính cái những cái người hỗ trợ này sẽ giúp cho các bạn dồi dào về mặt tài chính ấy. Có thể là teamwork, team up trong năm nay, tức rất là tốt về những cái việc cộng tác, hợp tác nha. Những cái người cộng tác về mặt công việc nó không có rõ ràng, tại vì cái thấy cũng khá nhiều ở đây, nó không có định hình là một cái gì nó quá cô động, tại vì với cái money này rất là nhiều đồng xu, cho nên là góp nhạc từ rất là nhiều nơi, tức là bạn của mọi nhà, tức là chỉ cần các bạn thân thiện, vui vẻ, tự tin, đi tới đâu vui tới đó, đi tới đâu tỏa sáng tới đó, đi tới đâu là hàng xóm tới đó, là hai gậy là các bạn đi đúng hướng rồi. Và đặc biệt cái tương tác mà true love của các bạn nó cũng mang về một cái xu hướng, một cái định hướng nào đó nó hơi rụng rỉnh á. Và cái người khá là ok về mặt tài chính, tức là có rất ô dề về cái background cá nhân, nhưng họ không có nói về những cái vấn đề đó. Chúng ta không phải là những người vật chất đúng không cả nhà yêu. Tụ ba này chắc trải ngắn thôi, tại vì cái thấy tụ ba này đang đi đúng hướng và rất là vui vẻ rồi. Chỉ là đôi khi có những cái nguồn năng lượng xích-xô xích-xà, vui vẻ các kiểu, Beyoncé á, thì mọi người cứ Beyoncé thôi. Ai đụng tới thì xé. À trời. Ok. Nó cũng chỉ nói về một người thôi. Một người trong tiền kiếp. Tại vì cái lá hai ly này là về sự tình cảm, về cup, về tình yêu, về twin flame, về soulmate, về perfect, special, spiritual, union, connection, past life. Một cái tương tác về tình cảm đấy.
Nãy giờ quanh đi quẩn lại sẽ có một người cực kỳ quan trọng, cái tương tác đặc biệt quan trọng nhất cho tụ thứ ba trong cái năm này, đó là một cái trái tim to ấm nóng này, một cái offer về tình cảm, một cái trao, một cái ly. Nhưng mà cái năng lượng này nó sẽ nói về mặt linh hồn nhiều, những gì trong quá khứ tương tác về mặt tiền kiếp. Ủa, lâu rồi mới có cảm nhận về cái tương tác về mặt tiền kiếp trong quá khứ nha. Định mệnh đã tới lúc điểm rồi đó, tức là cái vòng xoay các bạn, bởi vì cái nó các bạn đi đúng hướng và tới cái điểm, đúng cái đỉnh điểm đó, tới cái điểm hướng đó thì các bạn gặp cái dòng năng lượng phù hợp với các bạn về mặt tình cảm. Xem tiếp đi. Một tương tác khác, về tương tác về cái gì đó, về celebrity, về sự nổi tiếng, về những cái người làm trong những cái lĩnh vực tiếng tăm trong năm nay, gift món quà nữa. Vậy thì có vẻ như là có vẻ như là món quà ở đây là, nếu mà ai đang trong một cái lĩnh vực phát triển về cái sự tỏa sáng của mình ấy, thì trong năm nay bạn sẽ gặp được một cái người có thể giúp đỡ cho các bạn để tỏa sáng. Nhưng mà ai đang làm muốn phát triển bản thân mình về cái phương diện social các kiểu á, thì đúng là vũ trụ xe cho các bạn, có thể là những người mà có sự chuyên gia trong một cái lĩnh vực giúp cho các bạn tỏa sáng trong cái lĩnh vực đó, hỗ trợ các bạn, giúp các bạn luôn support, vì người ta thấy được những cái tiềm năng quá lớn từ các bạn tụ ba. Không phải là mình trải tụ ba rồi mình tự mình khen, nhưng mà tự nhiên giờ nó lên như vậy rồi thì mình đọc thôi. Nhưng mà ngoài ra thì cứ thấy là cái năng lượng của bạn, cái tụ ba trong năm nay sẽ hướng về the star, về những cái sự tỏa sáng, tức là những cái năng lượng mà tới với các bạn, những cái người mà tương tác với các bạn, khi thấy một trong đó là sẽ có một cái người có ánh hào quang rất là tỏa sáng, rất là có tên tuổi, có tiếng tăm, có sự ngôi sao ở đây, có thể làm trong những cái lĩnh vực, họ có tiếng trong cái lĩnh vực đó, là những người ngôi sao truyền hình thực tế, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, là nói chung là có tiếng tăm. Và các bạn cũng sẽ là những cái người, bởi vì Kim mới nói các bạn, nếu mà làm về những lĩnh vực truyền cảm hứng á, thì các bạn lại là một cái ngôi sao mạnh mẽ, và chính các bạn là ngôi sao, các bạn sẽ thu hút những ngôi sao khác. Trời, tụi vui vậy. Oh my các bạn thu hút cái đối tượng The Emperor, một người bởi vì họ đã có tiếng tăm như thế nào nè, người The Emperor và Fun Time nữa. Nói chung rất là nhiều về cái khiết cảm nhận là ok, nếu mà mình nhiều hơn á, thì sẽ tầm ba người thôi, ba tương tác quan trọng nhất. Cái tương tác đầu tiên là cái trái tim này trong tiền kiếp, về mặt tiền kiếp. À, tương tác thứ hai là những người ngôi sao tỏa sáng, khả năng chung cái nguồn năng lượng đang dần tỏa sáng giống các bạn. Cái tương tác thứ ba cũng có thể liên quan tới cái tương tác True Love này, hoặc là sẽ có liên quan tới tương tác của cái The Star này, nhưng mà nó quanh đi quẩn lại, nó cũng là những cái người mà có tiếng tăm, có địa vị ha. Nhưng mà tại vì thế này, với cái lá Fun Time niềm vui này thì cho Kid cảm nhận là có vẻ như khi các bạn đang đi đâu đó vui chơi, hoặc là ở trong một cái lúc mà các bạn đang tỏa sáng vui vẻ nhất, thì các bạn lại thu hút những cái đối tượng kiểu giống như Emperor nhìn nhìn các bạn, ngắm các bạn từ xa, hoặc là những cái người chủ, hoặc là các bạn đi, ví dụ đi tới đâu thì các bạn sẽ gặp những cái người mà chủ kinh doanh ở cái nơi đó, rồi các bạn có cơ may kết nối với làm ăn kinh doanh. Cộng tác với những cái người mang cái năng lượng làm chủ này, rồi các bạn cộng tác qua lại, win-win solution. Với cái năng lượng của tuổi ba rất là lớn, cho nên các bạn cần phải tôn tạo cái giá trị của mình, và đừng để cho những cái năng lượng nó hơi thấp ấy, nó tác động mà nó muốn kéo xuống các bạn chung. Nhưng mà Kit nghĩ là các bạn nhận thức được và các bạn vẫn bay lên như là Beyonce, ai đụng tới các bạn là các bạn xé ra vậy đó. Nhưng mà các bạn, một vài bạn, nhiều bạn ở đây sẽ có gặp gỡ những cái tương tác quan trọng, nếu mà thông qua công việc á, thì trong những cái lúc mà các bạn đi vui chơi, hoặc là trong những cái buổi tiệc, khi nghe được là những buổi tiệc gặp gỡ, rồi những cái lúc mà trao đổi công việc á, thì sẽ gặp những cái đối tượng tương tác tiềm năng trong làm ăn. Những cái người làm chủ và có những cái cơ may về cộng tác, về hợp tác, về sự hanh thông, về cái sự địa vị công việc của các bạn ở tuổi thứ ba.
có người tài trợ và hỗ trợ cho các bạn để làm một điều nào đó nữa. Và Kit cũng có nghe về cái tương tác quan trọng mà các bạn sẽ gặp, là nó nói về người tài trợ đi, rồi các bạn nó qua. Và ngoài ra cũng có nói về một cái giống như người thân trong gia đình, có thể là người cha của các bạn hay là người anh, hoặc là một người có tiềm lực về mặt tài chính á, họ muốn đầu tư cho các bạn. Có vẻ như là đầu tư để về việc học vấn tài chính hay phát triển sự nghiệp ở đây nữa nha. Cho nên các bạn phải phát triển, phải luôn luôn vui vẻ và giữ được cái nguồn năng lượng này. Bây giờ Kiết sẽ đi vào cái phần chìa khóa của các bạn, tại sao các bạn thu hút. Cái chìa khóa đó là gì? Đám mây. Tại vì Kiết thấy các bạn là một những người mây là trên cao, thì hồi nãy Kiết mới nói mà, mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Thì cái năng lượng của bạn phải luôn luôn phải vui vẻ, phải giữ đúng cái tinh thần của mình, thì các bạn sẽ gặp những cái tầng mây nó phù hợp với mình. Và tại sao các bạn thu hút? Mây là ở trên cao, và khi ở trên cao là lượt mọi người nhìn ngắm, thì nhưng mà mây nó cũng đem lại một cái sự thư thái, nhẹ nhàng, bình yên, dịu dàng. Mà cái đám mây màu hồng hồng chích bông này nữa, khi thấy cái năng lượng của các bạn nó rất dễ thương, nó làm cho mọi người cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng, nó làm cho mọi người cảm thấy bình yên khi ở bên bạn. Họ cảm thấy là họ cũng cảm thấy là họ dịu, nữ tính hơn, cái năng lượng nữ tính của họ trồi lên hơn. Đặc biệt là với những cái người mà mang năng lượng nam tính về mặt tình cảm hoặc là về mặt công việc này á, khi họ ở bên bạn họ cảm thấy sự hài hước từ bạn, họ cảm thấy vui vẻ, cười nhiều hơn. Rồi bây giờ Kiết sẽ đi tiếp về cái lá này để xem vũ trụ có cái lời khuyên hay là thông điệp gì hơn nữa cho các bạn ở tuổi thứ ba về những cái tương tác các bạn sẽ gặp trong năm nay. Increase energy. Yes. Increase là gia tăng năng lượng. Hồi nãy mới nói mây tầng này gặp mây tầng đó, và năng lượng càng phải tăng cao nữa nè mọi người. Hãy nâng cao cái rung động của mình lên mỗi ngày bằng cách nào đây? Thank you for filling me with the unlimited energy of divine love and light. Tức là các bạn có một cái nguồn, hãy tìm về nguồn của mình, cái ánh sáng từ đâu? Từ đây, từ tịnh tâm, thiền định, từ sự vui vẻ, và đặc biệt cái năng lượng highest energy of all, đó chính là joy, unconditional joy, sự tận hưởng. Có một cái chìa khóa đây là khi các bạn càng vô tư, càng tận hưởng đây, theo cái phương diện là các bạn vui vẻ nhất, nồng nhiệt cháy nhất, thì các bạn sẽ càng nhận được nhiều năng lượng tăng cao hơn. Mà nếu mà các bạn để cho cái tâm trí các bạn bị cuốn bởi những cái sự drama hay là những cái suy nghĩ tắc nghẽn hay là những cái gì nó kéo xuống các bạn bị trầm lại, thì các bạn sẽ bị kéo về mặt năng lượng. Nhưng khi các bạn tỏa sáng từ bên trong mình, đẩy ra bên ngoài, đẩy cái cửa ra, rồi các bạn ra hello moto một từ hello moto giống như các bạn là Bạch Tuyết hay là Cinderella, đẩy cửa sổ ra, bung nắng hưởng ánh sáng, rồi chim chóc vây xung quanh bạn. Phải làm đẹp, các bạn ở tuổi thứ ba càng đẹp về mặt ngoại hình, càng đẹp về mặt năng lượng bên trong và toát ra ngoại hình bên ngoài, các bạn là một cái ngôi sao thật sự luôn ấy. Rất là tốt về cái mặt định hướng cá nhân, hình ảnh, phát triển bản thân, về label, về tên tuổi, tiếng tăm, ok. Give us your cares. Với cái lá này là Dear God and Angel Raphael, I am willing to release any fears to you. Please allow me to completely let go so that you can fully guide me in this situation. Tức là các bạn thấy không, mà cái nói là nếu mà khi các bạn càng bị bế tắc suy nghĩ nhiều, bị trầm, bị kéo về mặt năng lượng á, thì đã tới lúc các bạn hãy cho vũ trụ giải quyết những cái tình huống này. Tức là thay vì mọi người cứ ôm lấy là tự giải quyết nữa, thì đã tới lúc các bạn cầu nguyện, thiền định và xin vũ trụ cho mình những cái lời dẫn. Thì những cái sự kiện nó diễn ra và các bạn cũng không có cần là phải tự mình tính toán. Vì chính những cái tính toán của bản thân mình mà kiểu như tính quá chi chít rồi bị ố về thiển kinh á, thì những cái điều đó sẽ, nói chung cái kế hoạch đó, những cái dự án nó sẽ bị reject bởi vũ trụ. Vũ trụ sẽ cho bạn cái phương án tốt hơn. Chứ các bạn bớt vội vàng chút xíu. Ok, bây giờ mình xem thêm về bộ Roman Angel và tình cảm đi, để xem thêm có cái gì về mặt tình cảm trong năm nay. Wow, đây là cái tương tác cam kết đó nha mọi người. Trust, tin tưởng nè. Có một cái điều mà vũ trụ muốn nói với các bạn là cái tương tác, nếu mà những cái tương tác
trước đây của các bạn á, nó không có đem lại cho các bạn về sự niềm tin, về tin tưởng, hoặc là các bạn cảm thấy yên tâm, hoặc là các bạn cảm thấy tin vào một mối quan hệ, thì cái tình cảm năm nay, cái người mà true love này xuất hiện sẽ đem lại cho bạn cái trust. Có thể là người này có những cái tên bắt đầu bằng chữ T, chữ R, chữ R, chữ H, chữ L, L, yeah. Như thế nào đó, ừ ok. Rồi, có thể là những người cùng chùm cái chữ cái tên với các bạn. Nhưng mà trust, tất nhiên vũ trụ muốn nói các bạn là hãy tin tưởng vào cái tình yêu chân thành này. Học cách tin tưởng, và cũng như tin tưởng bằng một cái sự mà gọi là tự nguyện nhất, chứ không phải bằng tin tưởng bằng lý trí, bằng đánh giá, bằng xét nét, bằng tính toán như là các bạn về trước nữa. Ốm mắt. Nhìn cái buồn ngủ ghê luôn á, chắc tôi mơ, chắc trải ba này làm mơ hay làm sao á. Cái lá này, bộ này là True Love. Cái lá Roman Angel, True Love. Thôi thì yes, một cái sự tái khẳng định một lần nữa, phải tin tưởng vào cái True Love này. Đây là cái năm mà các bạn sẽ cảm thấy lãng mạn nhất trong cái hành trình tình yêu của mình xưa giờ. Chúc mừng tụi ba. Hãy chuẩn bị cái tinh thần làm đẹp và hãy đắm chìm vào Love Angles. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is Love Angles and Love Angles. Màu hồng, mà cái lá mây này nó cũng màu hồng. Màu hồng, màu đỏ, nói chung màu hồng ấy là giống như cái đây, yeah, đây cái cô này cũng mặc áo màu hồng, bước đi với một chàng trai, một anh trai cũng lớn tuổi trong cái lá bài này. Và cái bên là Angel Raphael, tức là vũ trụ xe duyên cho các bạn đó mọi người, tụ ba. Thế thì các bạn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nha, bây giờ đâu còn gì để trải nữa đâu. Thôi thì bốc charm giấy cho mọi người trước khi chúng ta kết thúc trải bài nhé, còn gì nữa đón nhận thôi, đúng không mọi người? Đâu dám phàn nàn gì đó. Tụi ba không dám phàn nàn nha. Luôn listen, lắng nghe vũ trụ. What goes around comes around. Thì cái what goes around comes around thì đi một vòng tròn, thì đến đoạn đầu nói chung là nói về comic á, thì các bạn phải kiểu giống như là what goes around comes around, thì cái việc gì mà người ta cái vòng, bởi vì cái mới nói là các bạn có một cái vòng tròn bảo vệ, thì cái năng lượng của những cái người đó tác động như thế nào thì sẽ đi đúng cái năng lượng truyền lại cho họ như vậy. Khi họ dành cho bạn năng lượng yêu mến, tích cực, vui vẻ thì họ sẽ nhận được điều đó. Còn khi mà họ truyền cho bạn những cái năng lượng nó evil eye, và nói chung là để muốn cho kéo cái năng lượng của bạn xuống, thì chính họ là nhận lấy những cái điều đó thôi. Năng lượng có comic. What goes around comes around. Peace, bình yên. Bình yên, peace. Năng lượng của việc mà tâm hồn ấy, tức là giống như đám mây này trôi, mây lan thanh buồn trôi á mọi người. Không có buồn trôi, nhưng mà cái này là mây lan thanh trôi trôi đi, tức là thoải mái, chill, nhẹ nhàng, bình tĩnh trong mọi tình huống. Một bộ phim kid rất là yêu thích, Breakfast at Tiffany's của nữ diễn viên Audrey Hepburn. Thanh lịch giống như đeo ngọc trai. Có một ca khúc kid rất là thích trong bộ phim Breakfast at Tiffany's, Moon River. Moon River, wilder than a mouse, I'm crossing you in style someday. Oh dream maker, your heart breaker, whenever you're going, you're going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of work to see. Rainbow and
Ok. Với cái câu mà Rainbow End, cầu vồng sau cơn mưa. Sau cơn mưa trở lại sáng, những cái giai đoạn và chuyện tình cảm, những cái cơn mưa đã qua rồi, đã tới lúc để cho cái cầu vồng tình yêu nó xuất hiện trong cái chương của cuộc đời bạn ngay lúc này. Social media, giao tiếp, nói chung bạn sẽ rất là phát triển với mạng xã hội về cái mặt ngoại hình nha. Có nose, cái mũi bạn sẽ rất là dễ thương, người ta cũng khen mũi bạn đẹp. Tự nhiên các bạn cảm thấy cái mũi của mình nó cũng thẳng hơn xíu á. Soul mà, tâm hồn, linh hồn nè. Người bạn tâm hồn, tri kỷ nè. Congrats, oh my god, là nhắn từ vũ trụ, congrats. Congratulations, you did it, bạn đã làm được. Từ Angel Michael, you did it, và toàn thể các thiên thần đang muốn nói với bạn là các bạn đã làm được rồi. Và healing, các bạn là một cái trái tim rất là nhẹ nhàng. Và đây là cái charm cuối cùng là cái gì đây? Boyfriend's vibe. Oh my gosh. Boyfriend's vibe thì tất nhiên là chuẩn bị sẵn sàng có tương tác tình yêu, có bạn trai bạn gái rồi nha mọi người. Chúc mừng mọi người nhé. Ok, cái cảm ơn mọi người rất là nhiều ở trả bà tụ ba hoan hỷ vui vẻ. Kính chúc mọi người có một năm thật là tuyệt vời, và cũng như phải đạt được những cái điều mà mình luôn luôn đã đi qua. Sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện và càng ngày càng sáng và nổi bật. You did it. Ok. Nếu mọi người có yêu thích những cái trả bài này của Kid, mọi người có thể donate cho Kid qua các tài khoản ngân hàng. Kid sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận ở dưới đây nhé. Ngoài ra mọi người có thể like và share video này để tỷ lệ được YouTube support cho kênh và đem cái video này tới với nhiều người lan rộng hơn. Không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, để cho gương mặt của Kid trở thành global ambassador. Cái đùa á mọi người. Ok, hẹn mọi người vào những trả bài tiếp theo. Nhớ like và share video này nhé. Bye.